đẹp tiếp theo của mình đâu. Bây giờ mình sẽ cho chút xíu vào đây. Này nhìn là biết nó tầm khoảng số 5. Nghe vô số 5 coi. Okay. Cái móng này nhìn là biết móng số 4. Số 4. Số 4 có thể hơi nhỏ nhưng mà bây giờ mình phải gắn móng như thế này. Mình phải gắn móng ở dưới đây luôn nè. Tại cái móng này nó bị gãy rồi. Mình dán hai bên cái móng ngay bên đây thôi, mình giữ nó lại. Cái này là quay trở lại số 5. Ok vô. Đúng rồi, cái móng nó dày em phải nhúng lên cái tiếp. Mà khi mà nhúng em phải nhúng nó đều tay chúng thôi, nó bị đổ bột cái là cái đường phen nó ra không sắc sảo em. Đó chị em móng này móng số mấy? Móng này mình nghĩ là cao lắm là số 2. Đúng không? Chính xác con gà. Cái móng số 2 không? Ok, bây giờ tiếp tục không? Thả chút xíu glue vô. Chút xíu glue vô. Số 8 dán vô, nhớ canh cho nó thẳng cái đập cái màu móng nha. Cái này tầm khoảng số 5 là ok. Dán vô à, này là số 4. Ok, này là số 2. Ok. Xong cái phần gắn móng sẽ là cái phần cắt móng. Quên long nail trên đây. Đi đi. Bao đây nha. Medium của em ngắn quá hả? Ok. Ok ha đây. Ok. Tiếp tục. Ok vô nè. Ok vô. Đó, cái này nhẹ, cái này nó cao lên chút. Okay, bây giờ bắt đầu mình đo máu. Thấy hai bên này bằng nhau chưa? Hai bên này bằng nhau. Còn cái bên đây nó bị thụt ngón rồi. You win, this one you win, I make it short even like that. Or you win, which, how the way you win? Why you take a look next? Ok, thật thì nhắn xuống. Tại cái này nó bị hụt móng trên đây nè. Cầm cái này nhắn xuống chút nữa. Ok.
Alon thì em. Dán tiếp, dán khác nào ăn ngay thích. Đúng rồi, cái keo dán tiếp này là cái keo hiệu KDS ha. Hello kem phải không em? Bây giờ mình sẽ dùng cho nó gọn cái móng luôn. Không, để cho dũa này. Đức mình cũng dùng lại có giải nhiệt như vậy, nhưng mà mỗi lần để vào phải giữ hơn 10 giây nó vẫn chưa dính. Nếu mà để mà lâu quá mà chưa dính là có thể là do cái móng của mình nó dày quá đó ha. Mình mua cái loại móng mà có nhiều cái loại móng nó mỏng thì nó sẽ dễ dính hơn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ primer rồi bắt đầu mình đắp bột. Trước khi mình đắp bột thì mình phải clean cái khóe cho nó sạch. Trước khi mình đắp bột mình phải clean cái khóe cho nó sạch, chứ không thôi đắp nó sẽ bị lip. Thì đây là cái đầu dũa clean da Kirifo nè. Mình chạy một vòng cho nó sạch cái khóe. Thấy cái khóe nó đang dơ không? Đẩy cái da lên. Cái đầu dũa này là nó không có bị đau tay khách ha, chạy trên da cũng không có bị đau nè ha. Do you hurt? No. Ok, let me know when you hurt, okay? Okay, cái da thấy nó ra, thấy là cái da quá trời ha. Chính những cái da này nó làm cho cái bột của mình nó bị lip. Sao? Mình clean cho nó sạch. Tại vì nếu mà mình clean bằng cái đầu nhám á thì nó sẽ không thể luồn vô những cái khóe sâu như thế này. Cái này nó sẽ có thể liền luồn vô cái khóe sâu. Đẩy cái da chết lên. Sao? Cái đó là tất cả những cái bước mà mình chuẩn bị để mình đắp một cái bộ full set ha. Bây giờ mình sẽ bôi primer. Chào anh, cảm ơn những video của anh. Không có chi thanh an thanh anh em. Đó, mình chia sẻ với nhau, học hỏi lẫn nhau thôi ha. Người nào mà chưa biết đắp bột á, coi những cái livestream nó đơn giản như thế này thôi. Mình có cái sự tham khảo thêm để mình mua đồ và mình tập ở nhà cũng được ha. Mình đi làm thì xin người chủ cho lên làm view, từ từ lên full set nếu mà muốn lên làm bột đó, thì có những cái livestream này nó sẽ hết cho anh chị em ở những cái vấn đề đó. Ok, đây là cái hũ một ly. Và giấy đắp bột ha, như này, cái hũ ly quỳnh của mình để như này, thấy không? Mình sẽ pha cái này là cái ly quỳnh đậm nè, thấy không? Thấy cái đậm màu không? Thấy hai cái ly quỳnh nó khác nhau không? Bên đậm nè, bên nhạt nè.
Dạ. Xịt cái đậm vô. Xịt cái nhạc vô. Mình mix hai cái liên quỳnh như vậy để mình đắp cho nó dễ không? Cho bột nó dẻo nó không bị chảy. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình đắp nha. Hello không lên. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em nào mà chưa biết lấy nước, lấy bột như thế nào thì coi ha. Đây là cây cọ số 14. Không, cây cọ này, cây cọ số 14 này. Cũ rồi, cọ này cũ rồi. Bây giờ lấy nước nè, nhúng vô nè. Gạt ra nè. Lấy bột nè. Bột như vậy là ít quá so với cái móng này ha. Thì mình khi mà mình lấy bột á, mình phải liếc vô cái móng con mình canh cái bột nó bao nhiêu cho nó đủ cái móng. Thấy không? Bột này ok. Thả cái bột này trên cái khóe. Rê xuống chút. Đủ nó lên. Chùi cọ. Dặm kiribo. Dặm cho nó sát vào trong cái khóe. Bắt đầu vuốt bột xuống. Bên trái. Bên phải. Trái. Phải. Vô giữa. Đó. Lắc cái tay qua lại thấy chưa? Xuống tới hết cái móng, bắt đầu mình lấy cái đầu cọ nè, bấm cái lấy bột ra. Đó, thấy cái đầu móng nó đang bị méo không, chấn cái lấy xếp cho cái móng, chấn lấy xếp ha, chấn cái đó là ra một cái móng rất là mịn và cái xếp nó cũng đã có rồi. Lát rồi mình đỡ phải vỏ. Là bây giờ coi lại nha, mình bán ly bịch luôn nè, không quan neo, con không có bán ly bịch. Nó ok mình rõ, em hay bị dính bột vào cọ. Nếu mà dính bột vào cọ đó là cái cọ của mình đã bị khô nước, thì khi mà mình vuốt bột như vậy nè, mình thấy cái cọ của mình dính bột, có nghĩa là nó đã khô nước rồi, thì mình phải chùi đi, lấy nước, chấm cái giấy, bắt đầu mình vuốt lại thì nó sẽ không dính nữa, nha. Rồi tiếp tục nha. Nào, lấy cục bột này, thả cục bột trên cái khóe này cho nó tròn khóe, thấy không? Nó lên, nó lên. Dạ, chùi cọ lấy nước chùi cọ. Dạ, kiribo này. Dạ. Dạ, cái kiribo bắt đầu vuốt bột xuống này. Trái nè, phải nè. Trái nè, phải vô giữa. Trái, phải vô giữa. Cắt bột này, cái là lấy bột ra nè. Dạ. Chân lấy xếp. Lấy bột ra. Chân lấy xếp. Và mình nếu như mình muốn cái mặt bột của mình nó mịn á, thì mình dùng cái cọ này. Vuốt như vậy nè. Thì cái mặt của bột của mình khi mà nó khô lại, nó rất là mịn. Anh chị em coi nè ha. Không thấy rõ không? Đó, thấy chưa? Cái này nó khô này nó sẽ rất là mịn, thì nó đỡ cho mình được cái giai đoạn mà mình đủ mịn, nó đỡ cực cho mình. Ly quỳnh này là ly quỳnh Kirasku và ly quỳnh thường ha. Ok, những cái móng mà nó bị đẩy như vậy nè, mình chỉ dán móng của mình không, hay cái móng giả nó chỉ bấu hai bên đây thôi nè, không thì mình phải đắp dày lên cho nó thu cái móng lại. Nếu mình đắp mỏng nó không có đủ lực, nó sẽ bung cái móng ra. Lấy bột nhiều lên nha, thì lấy bột nhiều phải làm sao, nhúng vô ly quỳnh này. Thả cục bột này. Cục bột này hư rồi, lấy nó ra luôn. Lấy cục bột lại nha. Rút nhẹ cái số
anh chị em thấy cái chỗ này nè, mình làm cho nó dày lên cái chỗ này không, để cho nó giữ cả cái móng. Tại vì nếu mình không làm được dày như vậy á, móng thật á, nhỏ xíu mà nó không thể nào mà nó hold được nguyên cả cái móng, nó sẽ bị bung ra liền ha. Mình phải gấp dày như vậy ha. Giảm kilipo nè, nằm vuốt bột nè, mình vuốt mình chở cái tay qua lại. Cắt bột, một cái lấy bột ra, chân lấy xếp, chân lấy xếp. Rồi, tiếp tục. Nếu như cái móng cái, thứ nhất nếu như mà mình lấy một bột nó không có thể nào lấy bự được thì mình ấp hai lần. Bây giờ cái móng này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em nào mới biết làm nó có lấy được cục bột nó bự thì mình sẽ lấy hai cục ha. Giờ mình nhúng vô nè, cục thứ nhất này. Thả cục thứ nhất lên đây. Ta dặn ngay trên này cho nó mỏng xuống, bắt đầu mình rút bột xuống, rút như bình thường, phải không? Đá tải, đá tải, trái phải, phải không? Mình từ từ mình rút bột xuống, mình cắt bột luôn, mình lại lấy bột ra, chân lấy xếp là một cục, cục thứ hai mình thả ngay đây giống như là mình phiêu cái móng nó vậy đó ha. Thêm cục thả ngay đây. Bây giờ mỗi bột xuống đó. Thì cái cách làm này nó cũng giống như là cái cách làm mà mình đắp ombre vậy đó ha. Thay vì mình lấy cái bột, cục bột màu hồng hay màu nu mình thả ngay đây thì mình lấy cái cục bột đi mình thả ngay đây, mình vuốt xuống nối cái bột xuống thì anh chị em thấy nó cũng ra một cái móng rất là bình thường. Qua cái móng cái bên đây mình sẽ bắt đầu show cho anh chị em. Nếu mà ai mà không muốn đắp hai cục thì mình sẽ đắp một cục nha. Đầu tiên mình sẽ lấy bột nhiều lên chút xíu cho đủ cái ngón cái, ok, nhúng vô nè, nhúng vô. Thả cục bột ở đây nha, đủ nó sát lên, nhặt nó ra nha, vuốt bột xuống trái phải như giữa. Trái phải như giữa. Cắt bột. Nào, cái đó là cái cách để mình đắp một cục, mình phải nhanh tay nha. Chuẩn lấy xếp. Chụp lấy xếp cái đầu móng này, nếu mà mình cảm thấy mà nó thiếu bột thì mình lấy chút xíu bột mình thả ngay đây cái nào, cái mình lấy chút xíu còn nước ha, mình rút ngược lên trên giờ đó là xong. Giảm cái chi đi còn nó mỏng xuống. Chân lấy xếp lúc nào nhỉ? Chân lấy xếp. Nếu mà bột nhanh khô á thì em phải dùng cái ly quịch, nó ly quịch chảy đó. Chứ còn bột tại vì cái ly quịch của anh á là anh mix cái ly quịch thường với ly quịch đậm nên nó rất là lâu khô. Nè, thả nè.
rê của bột xuống hả? Bột cũng vô nè, thấy chưa? Cái nào mình dặn Kiriko nè, dặn nè. Trước khi mình lấy bột, mình liếc qua cái móng để mình coi, ồ, cái móng này nó sẽ cần bao nhiêu bột cho nó đủ, ha? Đại loại là như vậy đó. Cái bột này rê nó xuống chút. Nó vô này, giờ chuồng cỏ nè, dặn Kiriko nè, ha? Cái dặn Kiriko bắt đầu rút bột xuống. Nhẹ nhàng ha, từ từ ha, vuốt xuống, vuốt xuống, cắt bột, lấy bột ra, nhớ dặn Kiriko, chuẩn lấy xếp, nhớ dùng cái thân cọ này, chuẩn lấy xếp, ra. Rồi. Tiếp tục ha. Lấy cục bột nè, coi lại là nhúng vô nước nè, gạt nè. Thả cục bột ngay Kiriko nè. Ha. Đổ nó vô nè, đổ nó vô nè. Dặn Kiriko nè, bây giờ. Dặn Kiriko ha. Bắt đầu vuốt bột nè. Trái phải không? Lắc cái tay qua lại hay chưa? Cắt bột cái. Chấn, chấn. Ok. Đây là cái ngón cuối cùng ha. Bột gì vậy ha? Bột này là bột Easy Flow. Lấy cục bột nè. Thả cục bột cho Kiriko hay sao? Đi vô nè. Thấy chưa? Dặn cái Kiriko nè. À, thấy mình dặn cái Kiriko nè. Cho nó sát xuống, bắt đầu mình mới vuốt bột nè. Thấy cục bột nó không có đều không? Dặn bột ra, dặn cho nó đều ra. À, cắt cái bột ra, lấy bột ra. Chấn lấy xếp. Chấn lấy xếp. Sau khi mình nắp bột xong á, mình nhớ lật cái tay lại ha, nhìn lật cái tay lại thấy thấy bột nó dướng ở chỗ nào, nó có bị dơ chỗ nào clean ở dưới, còn nếu mà nó không có bị gì hết, bột nó không có bị chèn thì thôi ha. Đó. Ha, nó không có bị bột dính ở dưới là ok. Mình đắp mình phải sạch sẽ ha, không có để cho bột nó tràn lan đại hải ở dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chị em chùi cọ nè, chùi lật mặt lại, chùi clean cọ ha, vuốt cọ vuốt vô. Đây là cái cọ số 14 ha, cái cọ này số 14. Anh chị em nào có nhu cầu order thì làm ơn cho mình biết qua cái số điện thoại 818 747 8781. Hãy subscribe.
cây cọ này nó có một cái độ nảy, nó có một cái độ cứng để mình control cái phục hồi cho nó dễ. Không? Thấy cây cọ này không? Bây giờ mình sẽ cài clip. Anh đang cài xài cọ số mấy vậy? Cài cọ số 14 em. Cái đầu vũ này là cái đầu vũ loại mới ha. Nó dùng để chuyên để vũ mình. Ok. Bây giờ mình sẽ chạy máy. Để cái máy tốc độ vậy ha. Đó, bây giờ mình sẽ chạy. Rất là nhẹ nhàng nha. Lia cái đầu đũa nè. Trái phải lên xuống hay chưa? Và trước khi mình chuyển qua cái ngón khác, mình lấy cái ngón tay mình sờ có nó mịn cái mặt bột chưa? Tiếp tục. Anh chị em thấy rõ không? Nếu mà thấy không rõ thì nói mình nha. Thấy mình lia từ trên xuống dưới không? Ở trước khi mình chuyển qua cái ngón khác, mình lấy cái ngón tay mình sờ coi nó có mịn không? Nhớ không có được đè cái đầu đũa. Tuyệt đối là không có đè cái đầu đũa, tại vì khi mà đè cái đầu đũa khách sẽ rất là đau. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó sẽ bị mất bột ở trên cái kia đi cổ. Thấy chưa? Sờ mà thấy nó mịn chưa? Kêu mịn thì mình đuổi tiếp. Nhớ lia từ trên xuống dưới không? Lia từ trên xuống dưới. Đây là cái đầu vũ chuyên để vũ mịn ha. Vũ mịn rất là đã đó. Yeah, that's not really what Sean was pointing at. She was just talking about not complaining. Nhớ banh cái khóe này nè. Lia nè. Hai banh cái khóe. That's what she told us all three out there for. Basically, us three need to work together. Thấy mình lia cái đầu đũa. Anh không làm keo à? Em phải đúng rồi, anh đâu có làm keo đâu em, anh làm bột thôi à? Không thấy rõ đâu anh. Không thấy rõ nè. Ok, giờ rõ chưa? Mà phóng gần cho anh em coi nè ha. Nhớ chở cái tay qua lại ha. Sau khi mình vũ Filippo, mình sẽ chạy mình nè, coi cái cách mình chạy mình nè. Sao? Bên đây nè. Đó, thấy không? Là xong. Rớt anh bán bao nhiêu tay hả? Em muốn order cọ em có thể inbox cho anh hả? Kéo cái da ra nè, thấy chưa? Liên cái hai bên cái khóe cho nó sạch. Chung thôi nó sẽ bị nếp. Sao để làm nhanh một bộ móng trong 40-50 phút, em về hoài mà vẫn 60 phút. Thực sự mà nói á em, làm nhanh chưa chắc nó đã đẹp đâu em. Thực sự mà nói em làm 60 phút bộ là em đỡ hơn nhiều người lắm rồi. 60 phút hay 40 phút hay 50 phút thì nó cũng như nhau thôi. Quan trọng là cái sản phẩm nó ra nó có đẹp hay không thôi.
chứ mình đua cho cố vô mà nó không đẹp thì cũng như không. À, tuy nhiên nếu như mà em hỏi anh mà làm sao để nó rút ngắn được thời gian á, thì anh sẽ khuyên em á đắp bột cho nó đẹp để mình bớt dũa lại nó sẽ nhanh hơn đó, thì anh chia sẻ với em là như vậy. Nhưng mà anh cũng nói là thời gian có đôi khi nó cũng không phải là quá quan trọng, thấy không? Mình làm lâu dài thì mình lấy cái chất lượng là hơn là cái số lượng. Một ngày mình làm 10 bộ thì mình làm 8 bộ thôi, nhưng mà 8 bộ đó thì họ quay lại họ kiếm mình thì nó cũng ok. Chỗ cái da ra nè. Quang nail em. Quang nail lá hồi. Em inbox Facebook cho anh ha. Chứ anh không có nói giá tiền ở trên đây. Sorry em. Anh chị em nào có nhu cầu order những cây cọ đắp bột hay là đầu dũa này nè, thì làm ơn inbox cho Phong ha, hoặc gọi số điện thoại 818 747 8781. Cái đầu này cậy mịn phê lắm. Hả? Ok, nhớ nha, sờ coi nó có mịn chưa. Chưa mịn mình phải vũ tiếp. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ vũa xếp. Giờ vũa nè, vũa cái you want a narrow square right? Ok. Cái người khách này họ muốn narrow square ha, thì mình sẽ vũa cái móng square nhưng mà nó hơi tóp đi chút xíu, nhưng mà nó không phải là móng cóp bình ha, nó không có tóp nhiều như là móng cóp bình mà nó hơi tóp thôi. Là narrow square. Ok. Vũ xếp nó rất là quan trọng. Nha. Cái móng nó có đẹp hay không là do cái vũ xếp với cái kiri cồ. Thì cái kiri cồ nãy giờ mình đã vũa cho nó tròn rồi, thì giờ mình tới cái câu vũ xếp. Nhớ vũa cho nó thẳng, cái đầu móng nó phải thẳng nha. Cái móng này nó sẽ dày hơn bình thường để nó hô cả một cái móng, tại vì cái móng thật của khách nó có chút xíu như đây thôi à, thì cái móng này mình phải đắp dày, bắt buộc mình phải đắp dày chứ thôi nó bung ra. Vũa nè. Nhớ mình vũa mình không có để cái cây vũa dày, mình để cái vũa xéo vô. Thấy không? Nhẹ nhàng, anh chị em thấy mình đi cây vũa rất là nhẹ nhàng phải không? Mình cầm cây vũa nè ha, thấy mình cầm cây vũa không? Không có cầm cây vũa dày ha, cầm cây vũa dày ha. Kéo cái da ra ha, kéo cái vũa vô. Sau khi mình vũa xong, mình sẽ lật cái tay lại như vậy. Ha, mình sẽ thấy cái shape nó thẳng hay chưa thẳng, mình sẽ chỉnh cái shape của nó. You awake now?
shape không? Mình nhìn như vậy mình sẽ thấy được chính xác nhất là cái shape của mình nó thẳng hay nó méo hay không. Nhìn hai bên đây so sánh, nhìn cái đầu bóng này. Bây giờ tiếp tục qua bên đây nè. Kéo cái da ra. Feel ok? Feel ok? Just sleep. Vỗ cái đầu nóng đi bên đây chút xíu. Không, kê cái vỗ vô nè, thấy không? Nhớ kê cái vỗ kê xéo vô nha. Đó, vừa vũa vừa ôm cái sếp vô nè. Thấy cái phần này không? Thấy chày nè, thấy không? Là mình muốn cho cái phần này, cái sidewall này nè, nó mỏng xuống để cho cái sếp nó ôm vô. Đó, thấy mình gỡ cái vũa không? Thấy nó chày ngay chỗ này không? Là một, nó sẽ bị mất chỗ này, hai cái sidewall nó sẽ ôm vô. Hãy ôm sếp vô, kê cái vũ vô nè, bắt đầu ôm cái sếp vô nè. Bây giờ hai bên đây nó sẽ top vô. Đầu móng cho thẳng, lên đây chút, tiếp tục kê bên đây. Nên mình nhớ là mình đang duỗi cái móng narrow square nha, không phải là cái móng coffin. Mình duỗi mình ôm vô như vừa thôi, mình đừng có để cho nó mất bột nhiều quá, nó thành cái móng coffin là không có đúng ý khách ha. Không đúng ý khách thì khách sẽ đi ha. Đi là tối chán luôn. Ok, cái duỗi vô rồi thấy không? Ôm cái duỗi rồi phải không? Thấy mình duỗi không nè? Duỗi dày đúng không? Ôm cái duỗi vô. Vũ dài đúng không? Ừ, tôi vũ vô. Quay ngược cái tay lại. Nhớ nha, chỉnh sửa cái sếp. Bây giờ quay ngược cái tay lại nè, chỉnh sửa cái sếp. Cái đầu móng nó phải thẳng là thẳng. Nào, thấy cái đầu móng nó méo xẹo thấy chưa? Thấy cái đầu móng nó méo không? Nào, để cái tay vũa vậy nè. Nào, để cái vũa vậy thấy không? Đó, vũa nó. Vũa nó ok. Đo máu ok, đo máu ok, hai móng này dài móng ngắn thu nó vô. Bằng nhau chưa? Bên đây dài hơn chút xíu thu nó vô. Đường bên này cái đầu móng nó hơi méo. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ lấy cục bóp cờ một lúc. Nhớ mình vũ mình thì nó phải mịn, chứ không phải là mình vũ nó chưa mịn. Cái mình lấy cục bóp cờ mình vũ mình mai mình và lấy ra để mục đích là để cho nó mịn. Nhưng mà xin thưa là nếu như mà mình cái đầu cái mặt móng của mình nó không mịn thì mình bóp cờ cỡ nào nó cũng sẽ không mịn nha. Chỉ làm cho nó cái móng nó thêm mút mát thêm chút xíu thôi ha. Chứ còn muốn nó mịn cái mặt móng á thì mình phải là vũ mịn cho nó chuẩn ha. Mà muốn mà vũ mịn cho nó chuẩn á thì đắp bột cho nó chuẩn ha. Mà muốn đắp bột cho nó chuẩn á phải làm sao?
có lá chim chứ sao. Con lá chim mà tập từ từ rồi nó chuẩn thôi chứ có gì đâu hả. Mấy cái này nó cũng dễ, không có khó đâu. Cứ coi rồi làm, từ từ tập luyện theo ha. Mua đồ về tập đó. Ai không có điều kiện đi học thì coi mấy cái livestream này ha. Giúp ích cho mình cũng nhiều ha. Mà nó hoàn toàn là miễn phí. Sau khi mình bóp xong, quay ngược cái tay lại coi nó có méo chỗ nào không, méo chỗ nào thì chỉnh. Can you wash your hand real quick? Cho khách đi rửa tay rồi bắt đầu mình sơn. Bữa nay mình sẽ sơn cái màu này ha. Cái màu này ha. Nếu như mà mình dưỡng bệnh nó mạnh nó không kỹ á, sơn là một phát một thôi, cái chỗ đó nó sẽ bị đốm đen ha. Sơn mấy cái màu này không phải là dễ sơn đâu. Màu dễ sơn nhất là màu đen á. Nhiều em xem live của anh nhiều mà em học được rất là nhiều thứ mà em thấy rất bổ ích. Ồ, không có chi, chờ Bình bên em. Em tên là chờ Bình bên em có họ hàng với lại đợi hoàng hôn không? Thường là chờ Bình Minh là nó đi đôi với đợi hoàng hôn á. Hello chị Hương Phạm, khỏe không chị? Sắp gặp chị nữa ha, sắp gặp chị trong cái lớp học tháng 10 rồi. Sài Gòn không cần gấp xong móng bệnh liền ca. Ủa hai hai lọc phải không? Đúng rồi, có độ mà có độ, còn tuyển từ Colombia về. Trên móng bột thì coi ha, anh chị em nào biết rồi thì thôi. Nhanh lên em ơi, nhanh lên thì anh còn hút người khác nữa chứ. Slip chùi nó sạch, biết sao mình phải chùi không? Nếu không chùi nhiều khi nó còn hai chút xíu xà bông ở trên mặt móng ấy. Sơn treo nó sẽ bị nổ treo ha, nó sẽ bị lỗ. Lấy nước sơn nè, đầu tiên là gạt nước sơn ra hết. Yeah. Không? Gạt hết nước sơn ra. Lấy chút xíu bắt đầu sơn. Dặm ở ngoài trước bắt đầu đưa nó vô. Cái màu này mà sơn, ví dụ như mà cái mặt móng á. Yeah, that's the same one. You sure? You pick the other color? Kiss me? Can I get it? What color are you picking? I'll pick it off the circle. Right here. Which one? 143.
It's come out like that. No, I picked up the different. So you want, I pick the other color for you? Mm-hmm. Like this one? One 13? Dành cho đây nè em gái. Ok. Nào. Đã xảy ra sự cố. Hơn nha, chưa đút vô máy. Đút vô máy hả? Cái em nó không chịu là 113. Ok, I go get the 113. Sơn xong mà em nó không chịu màu là không biết ai khóc nổi đâu này luôn á. Rồi. So this one. Ok, sure lại. Học cho chắc. Sure. Yes. Okay. Can't really tell, man. Cũng còn may ha, trong cái rủi nó có cái may. Đó, nãy xác thì trong nó quay á, đưa ra hai bên. Cái lớp đầu sơn cho nó mỏng thôi. Dặm cái bột nè, dặm cái màu ra nè. Đẩy nó vô. Trong con mê. Đẩy nó vô trong con mê. Đá đầu mẫu. Dạ. Khi nào em đạt cái đẳng cấp với anh? Trời, anh mà đẳng cấp gì em? Anh bình thường thôi. Anh đủ sống của ngày thôi. Đấy chứ làm mà khách không cầm tay là mừng rồi ha. Mình cũng không muốn hơn thua với ai hết. Để cho sát vô. Anh là chỉ là bèo nhèo thôi em. Nhiều người còn giỏi hơn anh nhiều. Không sao không. Để cho sát vô. Cái tiệm của mình nó sắp hợp cái chợ rồi đó. Khách không biết đâu mà mỗi lần mà mình live stream là khách đông. Khó hiểu. Cứ khách vắng vắng mình live stream cả là lá khách đông. Cào ào luôn. Khó hiểu quá. Rồi, quy the machine honey. Tiếp tục ha. Yeah. Live stream hoài. À, 10 lần như một mà mỗi lần live stream mà khách đông. Sơn cho đó. Khi còn mỏng đá đầu bóng. Giờ. Yeah. Rồi sơn này dập ngay đây nè ha. Sát vô. Biết tại sao mình phải dặm dưới không? Tại sao mà mình không sơn ngay trên chemical liền biết không? Mình phải dặm ra như vậy để cho cái sơn keo á, cái sơn keo á nó bớt dày đi chứ không thôi mình đang lấy nước sơn một đống ở đây mình đẩy lên trên đây nó chảy tè le ra ngoài đây ha. Mình clean là khùng luôn á ha. Thì mình phải dặm ra trước cho nó mỏng nước sơn trước. Rồi mình mới đuổi lên trên nè. Coi nè ha. Nước sơn một đống thấy chưa? Dặm cho nó bớt nước sơn nè. Cho nó đẩy vô trong. Thì vậy nó mới không tràn ra khóe thôi. One more time, honey. Thank you, honey, for your cooperate. Lấy nước sơn này. Lấy trên cái nắp chai thôi, trên cái cổ chai thôi. Giờ, nè, lấy nước sơn này, lấy trên cổ chai này. Là đủ rồi, ha. Không có thọt cái cây sâu xuống.
nhớ một điều là phải sơn cho nó đầy đủ hai bên cho khỏe. Mở đầu móng. Are you busy? Yeah, I'm very busy now. Gì vậy? Chưa làm xong cách này đã có cách khác đòi. Ngại quá. Ok. Queen of machine honey. Make sure the term get the line. Xong chưa? Giỏi. Bắt đầu nước thứ hai mình sơn là mình đẩy vô trong cái khóe, nước thứ hai mình sơn nó đỡ cực lắm. Không có cần đá đầu móng nữa. Đá nước sơn keo đá một lần thôi. Lần đầu mình đá rồi, giờ mình không có đá nữa ha. Đá đầu móng hay là cover cái đầu móng hay là hoặc là khóa móng nó cũng là một thôi ha. Tùy người nói thôi, mình thì mình quen gọi là đá đầu móng. Mình lấy cây cọ là mình đá nó thôi ha. Sơn cho nó sát nhưng mà không có để cho nó tràn lên kim cồ nha. Để cho nó sát vô. You like it? I don't like it. Because I love it. Oh yeah. You like it? Thank you. Em bắt anh Háo ra là anh hận em luôn. Háo màu sơn một khác là anh hận em suốt đời luôn. Cái này nó bị tràn nó chút xíu thôi. Cái cách sửa là như vậy, lấy cái cây giũa này. Tuy nó là một chút. Cái chỗ này nó bị tràn, lấy cái giũa chút. Nhẹ ra nha, coi đâu phải khách. Giấy hả? Nguyên cuộn đó. Đang sơn hấp khốt của chi sầu ha. Oh,
mà turn this thumb up so it can dry on the side. Okay. About 10 minutes. I cannot tell. Eyes are bad. Huh? You want the apology? Okay. I can't tell if it's been cool or not. I don't think it is. This one's dark. I like this one though. Okay. Rồi. Xong một cái bộ móng rất là bình thường và như cân đường và hộp sữa thôi. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi ha. Anh chị em nào có nhu cầu order cái cọ đất bột đầu dũa thì có thể gọi cho mình cái số điện thoại mình có bỏ lên trên ha, hoặc là inbox cho mình. Rồi, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. Bye bye anh chị em, mình hốt tiếp đây ha, khách đông quá rồi. Bye bye.